là quốc gia có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Việt Nam mang trong mình nội lực mạnh mẽ, cùng tiềm năng hiếm có cho sự phát triển vượt bậc. Chúng tôi Thảo Điền Investment trong hành trình 5 năm vừa qua đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị với các dự án bất động sản nổi bật mang thương hiệu Mastery, Millennium và M1. Kiến tạo nên những cộng đồng cư dân đẳng cấp, nơi cư dân của chúng tôi chia sẻ các giá trị sống văn minh, nơi mỗi căn nhà sẽ là một không gian sống đầy cảm hứng, để tái tạo nguồn năng lượng mới mỗi ngày. Không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới, chúng tôi chuyển mình lên một tầm cao mới, lớn mạnh hơn với tên gọi Masterize Home. Với triết lý kinh doanh, khách hàng là trọng tâm, chúng tôi luôn đặt khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, nhà ở, và góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng chính là sứ mệnh của doanh nghiệp. Trên hành trình tương lai của Masterize Homes, chúng tôi sẽ không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp có giá trị bền vững theo thời gian, dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới. Cuộc sống luôn đòi hỏi sự thích nghi với những biến đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và không ngừng thay đổi để vượt mọi giới hạn, nhằm mang đến những trải nghiệm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng. Masterize Homes, trải nghiệm xứng tầm.